nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chật vật tuổi già, thèm hủ tiếu không có tiền ăn. Ở tuổi 66, nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh vất vả mưu sinh bằng nghề làm móng dạo. Tuy nhiên, bà thường lâm cảnh bữa đói bữa no vì mùa dịch vắng khách, hoặc chẳng ai chịu làm vì cha bà già yếu, không thấy đường. Trên trang cá nhân, nhóm Ngũ Long Du Ký, diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Nam Trà và Hoa hậu Diễm Hương tiếp tục chương trình thiện nguyện Thương Đời Chợ Gạo Nước Sông. Tại đây, họ đến thăm và giúp đỡ những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn. Trong tập này, các diễn viên gây xúc động khi tiết lộ cuộc sống hiện tại của cô đào cải lương Hoa Mỹ Hạnh. Hơn 30 năm là bà hoàng trên sân khấu, mỗi đêm kiếm hơn cây vàng tiền hát. Ở cái tuổi gần 70, không còn ánh đèn sân khấu, không còn hàng vạn khán giả dõi theo mỗi đêm, cô đào Hoa Mỹ Hạnh hằng ngày chỉ lủi thủi lui về trong căn phòng trọ ọp ẹp trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn khuôn mặt đào Hạnh buồn hiu, ai biết rằng Đào từng là ngôi sao giọng ca vàng của 3-4 kép hát nổi danh nhất năm kỳ lục tỉnh thời trước. Nhưng rồi, cái nghiệp cầm ca vỡ tan tành. Những năm 80 thế kỷ trước, trước làn sóng du nhập văn hóa Trung Hoa, cải lương dần bị suy thoái, gánh hát phải rệu rạo dở đoàn. Nhiều nghệ sĩ một thời vắng bóng không còn kiếm ra tiền từ việc cầm ca, đành trở về thành phố. Họ sống lay lắt trong các khu trọ hoặc ở viện dưỡng lão và mưu sinh trên đường. Nhưng cái máu hát ca đã ăn sâu vào trong đào Hạnh lâu lắm rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Những đêm Sài Gòn mưa rả rích, đào lại hát. Năm nhỏ Hiền lên năm, má nhỏ mất. Tàn chưa dứt bao lâu, ba nhỏ đã lấy vợ lẽ, đành bán nó lại cho nhà giàu, chịu làm vú em. Nhỏ Hiền mê ca lắm, có lần đoàn cải lương về bến Gò Công, đã bạn chạy qua nhà gọi ý ới. Mày đi theo gặp thần tượng, mà nhỏ nào có gan trốn việc. Đêm đó, nhỏ Hiền nằm trong chăn, nghe tiếng nhạc văng vẳng đằng xa mà như kiến cắn trong lòng. Nó đánh liều, lén ra ngoài đi xem hát. Buổi diễn nửa đêm có chàng tên Phước Hồng, đóng cái vai chi hay giữ thần, làm nhỏ xem một lần mà tốt vàng ngủ mãi không yên. Rồi hôm sau nữa, đoàn cái lương dời bến đi xa, đám bạn thấy nhỏ Hiền đứng trước cửa thẫn thờ như kẻ mất hồn. Sau lần đó, không ai còn thấy nhỏ quay về làng nữa. Người ta bảo, nó nhảy theo đoàn, theo chàng Phước Hồng từ cái đêm mất ngủ là thật chứ đâu. Nhỏ Hiền 17 tuổi nhảy xe theo nghiệp hát, rồi kết tóc xe duyên cùng chàng Phước Hồng. Hai vợ chồng đầy đây mai đó khắp năm kỳ lục tỉnh, làm vũ công suốt cuộc đời. Mấy năm sau, trời ban cho họ mụn con gái đặt tên là Hoa Mỹ Hạnh, ý chỉ vừa đẹp người đẹp nết. Con nhỏ được sinh ra trong đoàn hát, lớn lên cùng kép cải lương, nghe ca nhiều hơn ăn cơm uống sữa. Năm lên 7 tuổi, nó đã là kép con vang danh cả đoàn. Đến 17 tuổi, tuổi đẹp nhất là cô đã thành đầu chánh luôn rồi. Hồi đó ai ở quê cũng mê cải lương cả, mỗi lần nghe đạp hát về thôi là cả ngàn khán giả ngồi kính luôn. Nhiều đêm có người đến muộn còn la ó tỏi vì hết vé. Nghệ sĩ lên sân khấu là họ nhét tiền vô quạt giấy, thảy trắng xóa cả một vùng. Ngày ấy cải lương đạt đến độ cực thịnh, người già người trẻ, đàn ông đàn bà đều mê. Đi tới đâu, nghe có danh đạo Hoa Mỹ Hạnh, Úc Bạch Lan, Lệ Thủy, Minh Dương là ít nhất cũng ngàn người xem. Người ta ái mộ nét đẹp của đào Hạnh ở giọng ca ngọt như mấy lùi và cái đai rứt không nguôi mỗi lần đứt đoạn ngân dở đêm lạnh chùa hoang. Có cậu kia mới 18 tuổi, tối ngày mơ mộng giờ Hồ Bá Xuyên nhiều quá, chịu không có nổi. Mới hừng sáng đã chạy vô rạp, nằng nặc đòi gặp Hồ Bá Xuyên. Người ta bảo già rồi, mà anh chẳng chịu tin vì yêu quá. Sau đó gặp cô, anh mới cười cười là em xin lỗi chị, chỉ tại em yêu Hồ Bá Xuyên quá. Đó, người dân thương mình đến như thế. Giới nghệ sĩ theo nghiệp cầm ca tức là họ chấp nhận kiếp sống rày đây mai đó, không nhà, không người thân, không quê hương. Họ tự đùm bọc nương tựa nhau sống qua ngày. Sân khấu là đôi tấm dáng lắp ráp đơn sơ, ăn nằm ngủ và hát dưới những con ghe chợ bến. Và chỉ dừng chân khi tới một vùng quê heo hút không tên, dăm ba hôm lại dời bến đi xa. Thế nhưng với tất cả, được hát đã là sự mãn nguyện cả đời. Có nhiều đêm cô lời được hơn cả cây vàng, tiền nhiều quá đếm mỏi tay vì được khách ủng hộ. Con tin không, vàng 4 số 9 mà chất cao, mua luôn căn biệt thự ở Long An, rồi còn cả một chiếc xe con. Hoa Mỹ Hạnh nghĩ về ngày trước. Cuộc sống đào Hạnh
là một khúc ca đau thương mất chồng mất con và cuối đời chờ được chết. Cũng năm đó, trong đoàn sân ca Minh Hải, Mỹ Hạnh đứng chung sân khấu với chàng ca sĩ Minh Hải. Xứng đôi vừa lứa lắm nên nhanh chóng Đào Hạnh cũng chịu nhận lời yêu. Chuyện tình của họ dần dà trôi qua trong kép hát, có với nhau một mụn con trai đầu lòng. Mỹ Hạnh nhớ, ông đẹp trai nhất cái đoàn, vừa lãng tử, vừa ca hay nữa, biết bao nhiêu bóng hồng theo sau lưng. Thế rồi ông cũng sa ngã vào lòng người khác, mà cô còn ngây dại lắm, làm sao nghĩ xấu cho chồng được. Rồi thằng hậu đài mới bảo, chị Hạnh ơi chị Hạnh, có chuyện này mấy nay nghĩ hoài mà không dám thưa. Em học chị, nhưng chị đừng nói anh Hải, tội nghiệp em, rằng đoàn mình tàn tạ là do ảnh có vợ lẽ ở Tây Ninh. Đào Hạnh nghe xong, đau thấu tận tâm can. Rồi cái hôm hai người cãi vã đến nhau, cô đành chia tay. Vì ông lấy hết tiền cho cô vợ lẽ, chẳng còn lại được gì. Đào dắt con trai sang đoàn khác, đêm đêm mẹ hát, con đi phóng loa, rao tin cải lương về làng, chắc chiêu từng đồng sống qua ngày. Tự nhiên nó lên cơn sốt, cứ đắp mền rung rúng. Cô đâu biết bệnh gì, chỉ mua thuốc về cho em nó uống. Thế mà mấy ngày sau nó nằm rồi đi luôn, không thèm nói cho má nó nghe tiếng nặng tiếng nhẹ. Lúc đưa vô viện, bác sĩ bảo nó bị sốt xuất huyết tận mấy ngày rồi. Hôm đó, đoàn dừng ở bến Long Xuyên, người mẹ khóc cạn, đành phải gửi luôn đứa con ở cái bến vắng ấy. Vì có quê đâu mà đem con về. Vậy mà tận 30 năm, Đào Hạnh mới gặp lại đứa con trai lần nữa. Cải lương thoái trào, đoàn tan rã dần, nghệ sĩ Đào Đạo quay về Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Đào Mỹ Hạnh ngày nào giờ cũng lang thang khắp nơi đi làm móng dạo. Cô lớn tuổi nên bệnh tim tái phát, phải vào viện thường xuyên, rồi tiền nhà tiền nước chẳng còn dư đồng nào. Bữa Tết người ta nhắc về quê tảo mộ, mà nghĩ tới con mình giờ cỏ đã xanh cao, cô chỉ biết khóc. Cách đây 4 năm được người ta giúp đỡ, Mỹ Hạnh mới có tiền quay về Long Xuyên, mang hài cốt con trai về thành phố sống với mình những ngày cuối đời. Cứ thế 30 năm ở Sài Gòn, Đào Mỹ Hạnh vẫn một thân sống lay lắt. Có những hôm trời mưa rưng rưng, mỏi chân, Đào lại nghĩ về thời trẻ. Hồi đó, để giữ chồng, cô đâm đầu vào phẫu thuật cho đẹp. Giờ đây silicone đóng cục làm gương mặt chảy xệ, cô hối hận lắm. Thường ăn cơm với muối ớt qua ngày. Được biết, hiện tại nữ nghệ sĩ đang ở ghép trong căn nhà trọ có diện tích khá khiêm tốn tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Do tuổi cao, không làm việc nặng được nên bà mưu sinh bằng nghề làm móng dạo. Bọc bạch giáo Phi Phụng, Phương Dung, bà Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ: tôi giải nghệ đoàn hát nay đã được 15 năm, sau đó là ra làm nghề móng tay này. Tôi đi làm móng dạo, kéo xe khắp nơi, đi qua tới khu Trung Sơn luôn. Nhiều lúc lội bộ qua đó, hết nắng rồi tới mưa mà không kiếm được một cách nữa. Tôi hết cách rồi mới đi xa đến vậy. Mặc dù mỗi ngày phải đi bộ khá xa để tìm khách, nhưng giọng ca Gió Mùa Thu Bạch Mã cho biết nhiều ngày bà trắng tay trở về, cho nên khi cần tiền thì ai kêu gì bà làm nấy để trang trải chi phí ăn ở. Tôi bị tim, cứ mệt là muốn xỉu hoài, khổ lắm, nhiều lúc không có tiền đóng tiền nhà. Người ta mướn tôi lau nhà, rửa cầu tiêu tôi cũng làm luôn. Từ mùa dịch đến giờ làm móng ế lắm, nhiều người chê tôi già không thấy đường nên không làm. Kiếm một bộ móng làm đỏ cả con mắt luôn. Nhiều khi để xe đi làm móng, thấy người ta ăn hủ tiếu mà tôi thèm chảy nước miếng, nhưng không có tiền ăn. Tôi hay ăn cơm với muối ớt qua ngày, nữ nghệ sĩ bật khóc kể. Chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, bạn diễn của nghệ sĩ ưu tú Minh Dương một thời nghẹn ngào cho biết: tôi suýt đột quỵ, may nhờ bà chị ở chung đưa vào nhập viện. Tôi vẫn chưa khỏe vì bác sĩ chưa cho về, nhưng tôi về đi làm, kiếm tiền đóng viện phí. Tôi nhập viện 2 tuần trước, chân đi không được. Đêm đó tôi bị nhức đầu, rồi co giật, ói, mệt và khó thở.